Hello hello mọi người nhá, lại là mình đây. Này chúng ta sẽ tiếp tục chơi đấu trường chân lý ở buổi sáng nhé anh em nhé. Nào. Ồ, mọi người quên mất ngày nào cũng đăng đêm mà lại bảo là chơi đấu trường chân lý vào buổi sáng. Cô thấy không? Cô làm nốt hai video rồi ăn xong cái đi ngủ rồi đấy. Chiều đánh Golden, đánh tí Golden là tối thoải mái chơi game khác rồi đấy. Đây sẽ là một ngày làm việc của chúng ta. Heo thì à, heo thì à. Đấy, sáng live stream làm hết video đi, chiều đánh Golden. Nghỉ đánh bên bên thôi đúng không? Hai cái thì hạn chế cả hai luôn. Đánh Golden chắc phải đánh cả tháng nữa. À không, chắc phải đánh mấy ngày thôi. Quên, chắc bị chân chân ngồi đánh Golden. Đã xua tí nị. À, buổi sáng rồi, mua Golden xem đã có gì hot trong cửa hàng không. Tràn lan xong cái thẻ cạc đấy chắc rẻ nhỉ. Đấy thằng nào ra sớm thằng đấy bán sớm là thằng đấy còn được tí tí. Còn cắn được thêm tí. Kiểu sao nó phải phải cho mỗi lần rút xong là rút được bao nhiêu lần là nó mất chứ nhỉ. Không sao, cái đấy nó tràn lan là thằng nào cũng rút được. Đó, lựa đồ đi. Ui má đồ kìa. Tao vẫn lấy con này. Chó chưa mẹ mày. Chó chưa. Chó chưa. Một cái em còn lúc được lúc không nữa. Nào. Đâu có
đây, sợi long gì đây, sau có bổ bánh à, ngon nhỉ. Làm tí bừa bộn nào. Cái này ngon phết. Vậy chơi thượng long là kiểu gì, tướng nó chẳng đầy mà đúng không? Nếu hàng chờ của bạn đầy một cuối vào, bạn sẽ được 4 điều kinh nghiệm. Ngon phết đấy. Đó lại uống thẳng anh cho 2 tiền đi để mua bao 1 tiền vẫn đéo đủ. Lên gói, hải đang chịu thua mà. Không, cái bừa bộn của hải nó tự tăng cấp đấy chứ, cái hải có đánh tự cung cấp đâu. Tiền để làm việc khác chứ để cung cấp đâu thế. Ấn của thế với thằng này nó giống nhau hay sao ấy. Thế là đạn này hay đạn lửa? Đạn này à, thằng này đạn lửa. Ui, thằng phá thủ này có vẻ mạnh hơn đấy. Còn tóc mất dậy. À không, có mệnh của hai thằng như nhau thôi. Đều để đi ăn đấm. Ăn đấm thì lát hồi máu đi em. Chơi đùa. Ui rồi. Đi cái sẻng nào. Thế ở đấy thì cần gì lấy sẻng mà đúng không. Ui, chơi phá thủ đi lấy sẻng làm gì. Vãi cả đấy. Chơi phá thủ lắp pháp sư. Hay lắm, tí đừng có phi gu gõ các kiểu nhá. Ok luôn rồi.
trường cũng luyện rồng à. Nó ui ơi, má gấu chó, con gấu chó con gấu chó chúng nó má gặp luôn chưa, má ảo thật đấy, từ từ lắp đồ, không cần lắp đồ đâu, lắp làm gì. Đó là lên level 6 rồi, vừa nhất nhắn được cái chuỗi ba cái không dập tắt luôn à, không ui sao quạt hết đấy à, má để làm tốc độ đánh má chó chưa mẹ mày ui nó quạt. Mẹ rồi, gặp Katari rồi. Không sao, giả lòng hơn một tí không sao. Thua một tí không sao. Thua một tí không sao. Ui, thắng luôn ạ. Bảo thua một tí không sao nhưng mà thắng luôn ạ. Thảo thật đấy. Tai biến rồi, đây là đội hình thượng long tai biến, thượng long tai biến. Hôm nay sao giáp vàng được?
long tai biến đây. Thì là các em thấy một con thượng long tai biến, nó đổ kim long ngon vãi không nỡ bỏ. Thằng nào có cookie này, mày bán đến thằng này mới có đó, là tại mày. Ôi rồi 12 máu cút luôn, cút rồi anh em ơi. Nào đây, chó trường level 7 à? Có hai cái thẻng ở nhà luôn à? À, lại ngon. Mình đang làm gì này? Từ từ đã. Cho đi vào đây. Gì ta, sai rồi anh em ơi, sai rồi. Ghép hai cái thẻng luôn đấy, để em đi. Hay làm hai cái mũ pháp sư à? Thank you.
Nam đi ạ. Biết nhỉ. Phải thấy tử long ta. Nó nhìn đen đấy. Còn đéo thì có ai nhỉ. Ôi, chó nào có đầu tử long đấy. Mày y thích y bì không? Mẹ mày. Mày thích y bì không? Nó có con lợn này. Nó ngồi cạnh nó có đầu tử long nó y bì y bì. Rồng đấy. Cái gì? Má vừa con chó này rồi. Má một cắn luôn. Thử can nữa. Đạp nó đi. Hay lắm. Can nữa. Chuối gì? Thử can nữa sao ăn được con... À con... Thi phèn sao ăn được thử can nữa mà. Xài chiêu đầu gái là xong, xài chiêu liên tục rồi. Quẹt hai cái là chết mẹ rồi đó. Xài chiêu liên tục thật ạ. Đừng quẹt ra con virus. Ui, nếu còn virus nữa quẹt. Ui, nó quẹt chiêu liên tục ạ. Nami lên 3 rồi mà sao vẫn còn Nami đầy ta? À, cảm thế. Ai đây? Nào. Đó trời, quá. Turaka Huyễn Long luôn rồi. Mày đi. Phải chiêu từ từ thôi. Mày trộm đâu con Turaka 3 đấy. À Turaka 2 đấy. Lao cái không đến luôn cho đi lao đúng không? Sao anh không lấy cho em mà em lấy đi lao? Thank you.
quá, thằng cung kia này khỏe thế. Và rớt của anh đâu, đói chúng nó vào cà vạt đi. Sống đến giờ này à? Căng không có cung gỗ gì, ai bảo lúc đầu tham lấy xẻng. Ủa, chứ cái xẻng kia đâu rồi? Ghép hai cái xẻng mà lấy chết kìa. Tham làm gì pháo thủ, cần gì pháp sư đâu mà tham làm gì. Có con rồng đấy tanh đủ khỏe rồi chứ bỏ chi lát vào làm gì đâu. Tham quá một hồi thôi chết luôn này. Đấy, test đâu được đâu, mất máu thôi, người sau chết. Tham quá. Yasuo nhắm nó rồi, Katari sắp đi rồi. Đi rồi, tham quá. Tham quá, ghép hai cái xẻng lấy chết là đẹp rồi. Đấy, nhà tiên tri hãy nói chưa? Cần xẻ mấy đâu. Mình kéo có đồ thủ luôn. Đau đớn. Còn đánh ra. Mất con da xuống nó nghịch. Ra xuống nó nghịch với cái cây bù nhìn này, ảo thật đấy. Má này này, nước nãy giờ không chết nổi cây bù nhìn luôn. Má nó ngu. Ra xua, ra xua ba đồ nghịch cái cây bù nhìn nãy giờ nó đéo chết này. Má, ảo thật đấy. Ấn nó tách được, bữa anh thử một lần rồi.
Còn cái Pandora nó cũng cái xẻng nó cũng không đổi đâu. Mày đi rồi đó. Ai mày đây à? Tuổi gì? Lại là mấy con xe vớ vẩn à? Mày đi ra đi, mày thấy con Yasuo của tao chưa? Mày thấy Yasuo tao không? Mày thấy con rồng tao để ngoài không? Con Yasuo nhìn ngu cực kỳ luôn. Đi đây. Đi đây. Đi gì cơ? Đi cơ. Cái gì kìa? Lấy tôi nhìn cái cho rồng rồi để đái hết à. Rồi, thiếu đồ thủ quá, lấy đi băng nó. Đang vậy là đủ rồi. Đồ này cho con đồ thượng long mà. Con đồ lôi long không cần. Không cần đồ lôi long nữa. Cả tàu rì, cô đôi nó lên đấy thì móc mẹ được con này thôi. Hồi đây thì, ôi dồi, cắn phát chết tươi luôn. Cắn phát chết thẳng à. Ui rồi, ui rồi. Ui rồi, mơ. Đầu tiên là sát thủ nhìn ảo thật đấy. Đây rồi. Đúng rồi, xếp ở đấy đi, nổ thêm cái nữa là đẹp. Xếp ở đấy đi, nổ thêm cái nữa. Xếp ở đấy đi. Xếp ở đấy đi. À, không được nhỉ, cho bí ẩn thật kỹ rồi. Lulu có vẻ ngon hơn. Ba, con nào ba? Rồi, xong.
Không sao đâu. Không sao, không sao. Không sao đâu. Không sao. Sao chưa? Mày lên xuân ba để làm gì? Đánh anh em tao à? Sao kìa, sao sẽ xuân luôn ba được. Đừng run nữa. Sao chưa? Phá thủ mạnh quá. Phá thủ mạnh quá nên vợ đi rồi. Chơi nhà này không chơi con rồng này được rồi. Xem thử nào. Phải chơi con rồng kia thôi. Anh đâu, hóa vàng thì ngó cho anh. Gặp phá thủ bỏ trong này vô chắc ăn được. Nhà phá thủ chơi con rồng này là đéo ăn được nhá. Nó xử lý nhanh quá, xã hội xử lý nhanh quá. Con rồng nào, con rồng điện thì ít đồ thủ thế này thì lại đéo ăn được. V2 nhà Ngọc Long ăn được rồi này. Hay bỏ ra, nó bỏ ra rồi này. À cookie 3 bảo sao? Cookie 3 đổi lấy cookie 3 đấy chứ.
biết. Đập đồ chim băng bye bye. Bay ra sau hạt nó thì lấy gì nó chơi nữa. Thay ra bào chúng tôi. Thay ra bào chúng tôi. Hạt nó. Thay ra bào chúng tôi. Đi. Đéo chết kìa. Anh để sẵn rồi mà. Chơi phá thủ cho con rồng này bay ra sau nó khạc mới ăn được. Chứ để con kia nó lâu quá. Kia nó ulti ngu cái là ngu luôn. Cho cái tim băng vào nữa không cười. Nó đổi con cookie 3 lấy con gì ấy, nó không biết nó muốn lấy con gì chứ bài nó phá thổ mà nó đổi con cookie 3 làm gì. Thì để ra ba chơi đó. Mày cái đéo gì chơi đến chết với nó. Ai con rồng nhảy là kiểu gì nó cũng phải chết rồi. Không xoay bài xoay thủ gì lần này hết á. Không có xoay bài gì hết. Xoay bài đéo chết à? Đéo chết chưa? Xoay bài không? Giết chết chưa? Mai xoay luôn. Rồng đắm với chúng tôi à? Sao có đợi không? Thằng Hùng đi rồi, Hùng đâu rồi? Chưa, thằng Hùng chơi không? Tài vô rồi kìa. Yeah.
zombie thua thế thôi. Zombie. Chơi zombie vô đần đấy. Má không để ý con kia nó khạc chết luôn rồi. Thì nó đang bắt gamma đấy. Đó, gamma siêu trưởng. Thông ui sẻng này răng đạo tặc bản thân sẻng vào 300 mình cũng như sẻng à rồi đúng vào tay mình lâu gì đây lâu lâu đi rồi à, từ làm chút gì lên 5 chết rồi xem thử. Đồ xấu thế. Ừ thật thì giờ nãy mà gặp thằng Kiều thì thôi ấy, khóc. Ừ, giờ tầm nay mà gặp thằng Kiều thì cũng thôi cung cấp lên thì có gì gặp nó thua hơn tí tí. Ừ, mày đã gặp thằng Quốc 4 luôn. Tớ ơi, cho giết 2 chết đi. 1 chết, 2 chết là đẹp rồi, quá mắt nhất rồi. Tôi cho xin nó con bờ đâu. Xin chết con nữa. Xin chết con nữa. Được, ép yêu bắn nhanh lên. Rồi, ok. Xin chết con sợ quen. Quá hiệu chém của Yasuo đẹp đấy nhờ. Thank you.
gì đó. Làm cái pháp sư đi. Ride in there. Con sáu làm gì đây? Con sáu làm gì đây? Không vui. Cho ba chết đi. Một chết thôi. Lần này không tham nữa. Một chết thôi. Đấy. Đi đô xem đấy. Ừ. Mà chưa gì đã cấp 6 rồi, biết sống vội thế để làm gì nhỉ? À, mà đấm đau quá. Oh.
mấy lúc nữa họ check bài thì sao đấy, kiểu vậy thì có ở liên tục được đâu. Ui rồi má, thằng nào chơi John chém ác vậy, John ba đồ thì khổng lồ các kiểu như chém ai chịu nổi. Ui rồi má, cái chém thứ hai cái nó chém bốc mùi luôn ạ. Trời đi. Pháp sư chơi chơi bến luôn, hôm nay chơi tới bến với pháp sư luôn. Chơi tới bến với pháp sư luôn. Sáu pháp sư à, thay con nào ra cho đẹp thế, cung cấp cho vào bảy pháp sư. Ừ, hợp lý, chơi luôn bảy pháp sư. Ui, số đấm hết. Thằng này chơi game chơi lúc 6 mới đầu chơi lúc 6 các kiểu. Bảo chưa má, thằng này vừa mới vô chơi đã lúc 6 các kiểu. Chuyển xuống đó cho anh. Lên đâu anh? Chuyển xuống đó cho anh. Ôi ôi, má, con quy nó gặt cái chết rồi. Chỗ đạt đây. Cho không xin nữa. Được. Được chết đi. Đấm chết đến nơi rồi. Đấm chết luôn. Hả? Đấm cái chết luôn. Rồi rồi, không khóc, không khóc, không khóc, không khóc. Không khóc. Không khóc, không khóc. Không khóc, không khóc. Đồ người ta nào thế trên cao cơ mà. Hải sẽ lấy đồ vào, không nó rớt top 8 top 7 như thế đâu. Yên tâm, thế dành kẻ không được thế, không thèm lắp thế còn chết cơ. Vậy mới là đau đớn. Ok đây. Cái đấy chỉ là một tai nạn thôi đúng không? Mà hai đồ đẹp thế. Chuyển hết chúng nó cho anh. Hút đi không chết. Chết mẹ nó. Ui ôi, nó ra bó hút nó được rồi. Lắp.
Ôi rồi, cút rồi, không cút rồi. À rồi, cút rồi anh em ơi. À rồi, cút cút rồi anh em ơi, chú vậy. Hẹp mê. Má lại gặp thằng John này à? Cay thế. Ui dồi, đi kèm cái thứ hai là cái là hẹo luôn ạ. Má con giòn chém đây, con thì đang chém được đấy, căng thế giờ, chém đau quá anh em ơi, chém đau vãi. Chơi bán con đe ra đi chơi luôn. Chơi đi, chưa đi được sợ. Ra ít đồ thổ đây, ra ít đồ thổ đi nào. Ui đau đấy, con kim nó không gần lên phải. Đấy, không lấy đi, lấy mới sai chưa? Cái giáp cai mùa này nó không ngon mấy nhở? Lấy cái tim băng cho rồi, cái giáp cài nó phế vậy đấy. Cái vốt rồng thì vẫn ngon nhưng mà giáp cài nó phế. Cái giáp một chiếc giáp cài với vốt rồng đi cùng nhau nó mạnh lắm chứ. Nó gặp bóng rồi chứ. Đấy, bây giờ cái giáp cài cảm giác nó phế kiểu gì đấy. Nó không ngon bằng cái tim băng. Chửa không nói cho ai. Bên nữa đấy ơi, đến bên nữa. Ấn gì đây? Tất cả hiệu ứng hồi máu và lá chắn ngon. Ui, đơn vị không sở hữu trang bị được hồi 6 năng lượng mỗi giây này, ngon này. Cứ mệnh là chết. Hiệu ứng hồi máu ngon. Không, ấn pháp sư. Đang hội này. Ba giờ vẫn một à? Đạt ơi, trưởng chúng nó cho ai? Súng liên thanh. Không xa đâu, level 8 rồi tỷ lệ vẫn có đấy ơi. Level 7 một tỷ lệ 1% vẫn sẽ có đấy ơi. Trưởng chúng nó. Con rai của ta đâu? Ai cầm rai không? Kiểu nó hay cướp bài người ta lắm này, xem nó
Anh đi qua du hành một tí thôi em khó thế. Ui thằng ui xoài cầm roi à, và chơi gì đây, đồ long các kiểu. Ủa bảo xoài bắn roi đi thế ơi, anh chơi đội hình đấy không cần roi đâu. Đội hình đấy không cần roi đâu, đồ long kỹ các kiểu không cần roi đâu. Nào có ra thua đây, thế nữa hả? Nhưng không sao. Chưởng nó cho anh, chưởng chúng nó cho anh, chưởng hết. Không, tao chơi pháp sư không xin xỏ gì hết á, ở đây không có bố con thằng nào hết á. Ừ, mà úp cấp lên cả 9 pháp sư rồi, chúng mày chết. Đồng hàng đi chia nửa tiền. Pháp sư này bao nhiêu năng lượng đây, nhanh năng lượng à, cho mấy cái xu nhìn luôn, còn đồ còn kho báu của rồng thần nữa. Thằng này lên zone 3 rồi, zone 2 nó chém đã chịu không nổi, giờ lên zone 3 thì thằng nào chơi. Má nó chém hai cái chết mẹ con kia luôn ạ. Má không kịp trưởng luôn ạ. Má zone này. Cay thế nhở? Ui má, nó có sai banana kìa, mà sai banana mũ một tử mà cho đường dưới à? Ăn choáng, ăn choáng tiếp, ăn chiếu, ăn bắn, ăn trưởng, ăn hết. Ui, đừng khạc nữa, đừng khạc nữa, má nó khạc hết đội hình hải rồi anh em ơi. Ăn đập, ăn đập. Không. Út rồng giáp gai à? Anh gặp hai cái thú tượng thành giáp nhỉ? Út rồng giáp gai đi. Con trai vẫn một à? Nhiều thế. Thôi rồi. Nên phải chiếu phát đã. Cho anh chiếu phát. Anh là nhà tiên tri mà.
Má, nó choáng hai lần mà không dính được con lôi long nhờ. Vậy quả này thì chết rồi, nó sắp đái rồi kìa. Nó đái rồi, rồi đi. Má con bà ngu quá. Bà ngu. Má con bà ngu. Sao em có thể nói mình một người anh như vậy à đây? Sao em có thể nói với một người anh như vậy đâu? Không ngờ là em nhìn nhận anh như vậy luôn thật. Bỏ mẹ con ba đi, nhìn ngu vãi. Anh sẽ làm một con Savanna. Hai con này bỏ luôn đi. Đổi đồ. Sáng pháp sư à? Sáng pháp sư thì thay con này. Chết mẹ rồi, cho nhầm đồ rồi. À, cho nhầm cái Sojin bố nó rồi đó. Má, con rồng ngu này. Má, cho nhầm con rồng cái Sojin bố nó mất. Má. Từ, hãy xin lỗi. Má. Cho nhầm đồ rồi. Mẹ gấp vội quá. Cay thế. Thở rôn nó ra lại con đường nữa. Mẹ nó cay. Ừ, nó không ra lại con đường nữa phải rồi. Nó không ra lại con đường rồi. Mẹ. Từ. Lại. Được kia. Sao? Ra trở lại đội hình cũ. Ra. Má mất có tối con rồng rồi. Đừng có hút nữa. Thằng nào đây? Ờ sắp cút rồi anh em ơi. Má con do chém đau quá. À. Đi rồi. Cứu vậy. Cứu mày đi chưa? Rồi rảnh que với tao à. Đi. Cúi thế. Rồi. Lấy số tượng. Con 3 lên 2 mất. What the fuck. Mọi thứ luôn chống lại mình nhỉ. Này cú thế. Có chưa? Pháp sư nhỉ? Ơ, kiếm mấy một pháp sư rồi. Kim re à? Ờ, mà đéo đủ số đó bỏ vào. Đái chúng nó, rồi đái cho vô vọng luôn đi rồi. Má khu rồi. Nghe giúp chó. Nghe giúp chó. Em khét lát quá. Nghe phét quá. Đau đớn quá anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình nhé. Hẹn mọi người buổi livestream tiếp theo. Bye bye.